Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thái Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series, đó chính là Stick War Legacy phiên bản Zombie nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy để cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhá. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nha anh em. Và bắt đầu thôi, let's go. Rồi thì mình lại tiếp tục vào game thôi ha. Rồi, thì đây chúng ta sẽ tiếp tục đánh cái tournament mode đấy nha anh em nhé. Và mình đang đối đầu với thằng mang tên là Christus. Thằng tên là Christus anh em. Chúng ta sẽ upgrade cái này lên. Và mình cũng có skin nhé anh em. Skin khác cho bọn này. Chúng ta có skin skin lava anh em ạ, khá đẹp. Tất cả sẽ được chuyển sang lava nhé. Đấy, lava này. Dưới này cũng sẽ là lava hết nhá. Rồi bên này cũng sẽ là lava. Mình sẽ mua hết lava luôn. Đó, anh em thấy được không? Thấy ổn áp phết không? Bây giờ mình sẽ nâng cấp cho Spartan nhỉ? Hay cho cung nhỉ? Hay cho kiếm sĩ anh em? Đánh một trận kiếm sĩ đi anh em. Kiếm sĩ lava đi. Đấy, như thế này là đẹp. Rồi, thêm một ít cung nữa là được. Cần thế thôi. Ok. Tôi cần phải mua quân để nó lên nó đánh nhau bọn này trước. Đâu rồi? Đây có người rồi, có người rồi. Bọn nó cũng sẽ mang quân lên anh em nhá. Tấn công này anh em ơi. Cho mưa tên trước đi. Đúng rồi. Lao vào chém nhau luôn. Còn gì nữa? Chúng ta đang đào vàng với tốc độ siêu nhanh anh em ơi. Chém hết. Đúng rồi anh em ơi. Hôm nay sẽ là một đội quân kiếm chém đây anh em ạ. Khỏe phết anh em ạ. Lùi. Nó sẽ có cái bắn tên bây giờ đấy. Đấy chưa? Đấy, chết mợ một thằng rồi anh em ơi. Thắng rồi. Rồi anh em ơi, mình sẽ mua cái con khổng lồ luôn. Đó, sẵn sàng chiến đấu. Đào vàng nhanh lên nào bạn ơi. Đào vàng tốc độ lên nào. Không có gì nhỉ? Không cho bọn nó một cái thời gian nó nghỉ luôn. Chém luôn. Tiến lên, đội quân kiếm chém mình rất là... Ôi chết rồi, gặp ngay một thằng Spartan rồi anh em. Chết, toang. Mình sẽ tập trung mua khổng lồ trước anh em ạ. Nó có Spartan anh em ơi. Rút. Cho rút đã, rút quân đã. Từ từ đợi khổng lồ anh em ơi. Đợi mấy anh khổng lồ lên trước. Đấy, Alonso luôn. Bây giờ kết hợp với cả mưa tên ở trên trời nữa. Mày chạy được không? Chém tứa máu. Rút. Khổng lồ mình lên chưa anh em? Ui nhiều tiền thế. Tại sao không mua hết đi? Nhưng mà cái này giới hạn được có 40 nhỉ anh em. Nó hơi bị gọi là ít anh em ạ. Nếu mà đông đông nguyên tí thì ngon ha. Ui. Nó bắn tên anh em ạ. Mình cũng bắn tên thôi. Mình chết khá nhiều đào vàng rồi đấy. Nhưng mà không vấn đề gì. Quân ta vẫn là rất đông. Một mình khổng lồ liệu rằng cân bọn này không? Khổng lồ đang khá là mệt. Khá là khó nhằn. Nhưng mà thằng khổng lồ che thì bọn này không đánh được ấy. Cái bọn kiếm chém sao không đánh được luôn, nên mình đã chuyển sang cung rồi. Một cung bắn nó sướng anh em ạ. Bây giờ sẽ là hai khổng lồ luôn. Đấy, hai khổng lồ tấn công như thế này thì đỡ làm thế nào được? Đỡ làm sao? Khỏe chưa? Yes. Hay lắm anh em ạ. Tôi vả nó như thế này thì đỡ thấy quái được. Đúng rồi. Hello bạn ơi. Vào đây đi bạn ơi. Hay quá. Thằng khổng lồ bên này sắp chết rồi anh em. Mình sẽ mua thêm ít khổng lồ nữa. Như thế này là đẹp. Mình nghĩ như thế này là ổn áp rồi anh em. Rồi anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ tấn công cái căn cứ của nó luôn nhé. Đây, căn cứ của nó sẽ bị vả trong vòng một nốt nhạc anh em ạ. Chúng ta phá hủy được cái căn cứ trước khi cái bọn kia nó tới ấy. Đơn giản chưa? Dễ dã man nhờ. Tôi cứ tưởng là khó khăn lắm nhưng mà không anh em ạ. Rất là dễ nhá.
rất là dễ dàng luôn. Continue này. À, đánh trận này mất có 3 phút và chúng ta sẽ tới trận cuối ạ. Đây rồi. À không ạ. Tôi vô địch anh em ơi. Mình vô địch anh em ạ. Được. Đấy khá là vui à. Nhờ. Mình sẽ chọn khuôn mặt à hay cái gì đấy. Phải không? Play này. Chúng ta chơi classic cũng được. Classic thì nó lại là theo ấy rồi, đánh theo cốt truyện rồi. Cốt truyện thì nó khá là giống với cái cốt truyện kia thôi. Mua thêm mấy thôi anh em. Mua thêm đào vàng thôi. Và chúng ta thủ hai thằng ở đây thôi. Úi dồi ôi, toang rồi, toang rồi. Chuẩn bị vào nhà nha anh em ơi. Vào thành nào anh em. Vào thành, vào thành, vào thành, vào thành. Ơi trời ơi. Đánh cái nồi gì đấy. Ngáo à. Nó chưa thể hạ thành của mình đâu anh em ơi. Yes. Giá thủ đi, giá thủ đi. Về thành như được hồi máu hay sao anh em ạ. Ngon phết nhờ. Bây giờ sẽ đào vàng liên tục nha anh em. Đào vàng không ngừng nghỉ luôn. Rút 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 rút. Nó khỏe lắm anh em ơi. Chúng ta sẽ mua cung để phòng thủ thêm. Cung thì cung băng à. Khỏe thế nhỉ, cung cung bắn đấy khỏe thật sự luôn đấy. Tiếp tục ra ngoài để đào vàng. Đào đi đào vị, đào vàng đi. Đào vàng đi hỡi những người anh em ơi. Chính xác rồi. Yes yes. Đào vàng đào vàng. Rút 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 rút. Rút khẩn cấp. Đội quân rút khẩn cấp. Không rút được giết cho bây giờ. Kinh quá nhờ. Bắn thì bắn này. Chết đi cưng ơi. Đỡ nào được. Nhờ. Mình rất là khỏe luôn khi tấn công ở bên này. Đấy. Sao nó tấn công mình liên tục vậy. Tôi còn chưa kịp định thần nó như thế nào mà nó đã tấn công rồi. Ôi nó xong chết thằng ấy rồi. Đừng. Đừng xong chết thằng ấy của tao. Mày chạy vào đây. Mày chạy vào đây này. Mày chạy vào đây. Mình nghĩ mình sẽ cần thêm một ít bọn nó gọi là cận chiến anh em ạ. Tại vì nó lên liên tục lắm. Để lên lúc nào lên liên tục luôn. Đấy. Hoặc là mình đếm thằng khổng lồ ra cũng được. Khổng lồ ấy rồi. Khổng lồ nhân rồi. Khổng nhân rồi. Wow. Triệu tập khổng lồ này thì đỉnh chóp rồi. Mình sẽ mua hết luôn đó ha. Ôi thắng. Thắng rồi anh em ạ. Nhanh quá. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.